thế kỷ 21, kỷ nguyên của biến đổi, cạnh tranh, tốc độ, thông tin và công nghệ. Giữa biển thương trường cạnh tranh nhiều khốc liệt, việc xây dựng và quảng bá thương hiệu đã trở thành vấn đề quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Theo thống kê của Nielsen Việt Nam thì có 96% người dùng họ tin tưởng vào hình thức truyền thông là video clip hoặc là các cái hình thức mà mang tính chất là truyền hình hay là phim doanh nghiệp và print ad trên báo chí, thì con số này là 49%, và các cái hình thức quảng cáo khác ví dụ như là tờ rơi, tờ gấp hay là profile giới thiệu, gửi thư thì con số này chỉ còn 14%. Và như vậy là cái hiệu ứng về phim doanh nghiệp và những cái video là cực kỳ có tác dụng, vì là người ta nói rằng là người ta chỉ mua hàng khi mà người ta tin tưởng, và nếu mà chúng ta sử dụng một cái hình thức là video khiến cho khách hàng tin chúng ta hơn thì chúng ta dễ dàng chinh phục khách hàng và bán được nhiều hàng hơn. Khi không biết con thuyền lao đao trước sóng dữ, vẫn có nhiều vị thuyền trưởng vững tay chèo với giải pháp cho riêng mình. Với khả năng suy đoán, tầm nhìn xa trông rộng, họ đã tìm cách thể hiện tầm vóc, quảng bá rộng rãi, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp bằng việc sản xuất phim doanh nghiệp. Phim doanh nghiệp ra đời thì việc sử dụng các clip để quảng bá nó đã tỏ ra một cái sự ưu thế tuyệt đối. Đó là cái sức lan tỏa của các clip này rất mạnh, rất sâu nhờ vào việc sử dụng một cái công cụ là Internet, sức mạnh của Internet. Hầu như mọi khách hàng, mọi nhóm đối tượng đều có thể tiếp cận, có thể xem được những thông điệp thông qua các cái clip như vậy. Và chính bởi thế nó đã khắc phục được tất cả những cái yếu điểm mà của profile bằng giấy mà các doanh nghiệp vẫn thường sử dụng trước đây. Tôi cho rằng là cái đoạn phim quảng cáo ngắn về doanh nghiệp là rất cần thiết. Chúng ta thấy rằng ở trong cái môi trường tương tác hiện nay, đặc biệt là với môi trường mạng xã hội, thì các cái mạng ngắn như Facebook, như YouTube có sức lan tỏa rất là lớn. Chính vì thế mà các cái đoạn TVC ngắn về doanh nghiệp của mình như vậy rất là cần thiết. Và nếu như đó là một TVC sáng tạo của doanh nghiệp thì nó sẽ làm cho hình ảnh của doanh nghiệp nhanh chóng được biết rộng rãi đến cộng đồng. Tiếng động trong rừng mà không ai nghe thấy thì có nghĩa là không có tiếng động. Mà doanh nghiệp của bạn, hình ảnh của doanh nghiệp của bạn mà không được đến với cộng đồng thì coi như doanh nghiệp của bạn không thể bán được cái gì cả. Việc chọn một ekip chuyên nghiệp thì nó sẽ cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Bởi vì là họ có thể giúp cho phát triển ý tưởng, xây dựng nội dung kịch bản cũng như là đưa ra một cái clip có chất lượng tốt nhất. Bởi thế chúng tôi luôn luôn đề cao vấn đề này. Phía sau thành công bao giờ cũng là những hậu phương vững chắc. Color Media tự hào vì mình đã, đang và sẽ là hậu thuẫn tin cậy cho doanh nghiệp trên con đường vươn ra biển lớn. Chúng tôi, đơn vị chuyên sản xuất phim quảng cáo, phim giới thiệu doanh nghiệp, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, bằng sự tận tâm, sáng tạo không ngừng, sẽ giúp doanh nghiệp có những thước phim giá trị. Gói combo phim doanh nghiệp sẽ là món quà tri ân mà Color Media gửi tới doanh nghiệp, những đối tác đã, đang và sẽ là thượng đế của chúng tôi. Color Media, passion for success.